Rồi, chào toàn thể anh em đam mê PCB nhé. Hôm nay em giới thiệu cho anh em mẫu PCB truyền thống giá rẻ nhé. Cái này nó chỉ có hơn 3 triệu, chưa tới 4 triệu anh em nhé. Đấy, hôm nay em giới thiệu cho anh em. Đấy. Đây là cây truyền thống báng gấp rút tay cầm nhựa. Đây là bộ báng gấp rút tay cầm nhựa nha anh em nhé. Bộ này em bán lẻ là 700 nghìn. Đấy, búa CNC 100%. Bình van, bình T10 cricket. Lòng này là lòng bắn đi nha anh em nhé. Còng dây, kính bút leo. Giảm thanh long vách. Đấy, số điện thoại của em kia. Đấy, bên em nói qua cách thức giao dịch của bên em nhé. Bên em ship hàng COD, nhận hàng, kiểm tra hàng ok, thanh toán. Đấy, anh em nào mà mua lẻ phụ kiện ấy, mua từng món em cũng bán nhé. Đấy, bộ bán gấp tay cầm này em bán là 700 nghìn. Búa em bán 500 nghìn. Bình với cả van em bán là 900 nghìn. Đấy, anh em nào cần cái gì em bán. Còn anh em nào mà muốn mua cả cây ấy, thì cây này trị giá của nó là 3 triệu 800 nghìn. Đấy, 3 triệu 800 nghìn một cây như thế này. Anh em nhìn thấy chưa? 3 triệu 800 nghìn nha anh em nhé. Đấy, cây này là 3 triệu 800 nghìn bao ship. Đấy, anh em nào mà muốn mua cả cây ấy, thì em phải tháo rời ra gửi. Đấy, gửi thành 3 lần. Đấy, anh em nào thiện chí mua thì alo cho em. Em nói rõ luôn là hàng này không gửi được một lần nhé. Hàng này em phải tháo rời ra gửi thành 3 lần. Đấy, anh em nhận lần nào thanh toán tiền lần đấy. Còn anh em nào mà cảm thấy sợ bị lừa hay là cảm thấy không ấy thì anh em đi chỗ khác. Còn anh em nào mà đã mua hàng bên em rồi thì chắc cũng biết. Còn anh em nào mà muốn mua lẻ ấy, mua lẻ bất cứ một thứ gì ở trong kia, trừ lòng ra, trừ lòng mà em không bán nhé. Mua lẻ lòng mà em không bán. Còn bất cứ một thứ gì ở trên cây này, anh em mua lẻ em đều bán hết nhé. Đấy, anh em nhận hàng được xem hàng trước khi thanh toán. Còn anh em nào mà mua cả cây ấy, thì sẽ phải gửi thành 3 lần. Đấy, anh em nhận lần nào thanh toán tiền lần đấy. Tức là ví dụ như lần đầu tiên em gửi cho anh em là búa báng tay cầm chẳng hạn, đấy giá là 1,2 triệu. Đấy, bộ báng và tay cầm là 700, búa 500 là 1,2 triệu, thì anh em thanh toán chỉ thanh toán đúng là 1,2 triệu nhé. Đấy, anh em cứ nhận cái gì thanh toán tiền cái đấy, cảm thấy ok chưa? Còn anh em nào mà cảm thấy mà sợ lừa đảo hay là loại kia thì anh em đi chỗ khác, chứ đừng có chửi mình là người lớn rồi mà. Mình cảm thấy ở đâu hợp lý, ở đâu phù hợp thì mình mua thôi, chứ không ai bắt ép tiền của các bác, thì không ai bắt ép các bác mua được hết. Đấy, anh các bác thấy đúng không? Đấy, còn anh em nào mà cần thì cứ liên hệ cho em. Đấy, mua lẻ bộ búa rồi em cũng bán búa rồi, bộ bình van em cũng bán bình van nhé, bình T10 cricket nhé, van nhôm không đều áp nhé. Đấy, anh em mua lẻ em bán búa đập truyền thống nhé, CNC 100%. Đấy, nhận hàng kiểm tra hàng ok thanh toán, búa bên em có khóa an toàn là hoa nhé. Đấy, bộ bán gấp tay cầm này nhé, bộ bán gấp tay cầm này thì bên em chỉ có bên em có thôi nhé, bây giờ không có ai có, chỉ có bên em có. Đấy, bộ bán gấp tay cầm này là 700 nghìn, em bán gần như là ra thanh lý rồi, nên anh em mua thì những cái đồ này thì đừng có mặc cả nhé, tại vì giá này nó đã rất chi là thấp rồi. Đấy, anh em là cảm thấy ok alo cho em, mua cả cây em cũng bán cả cây nhưng mà phải gửi thành 3 lần. Còn anh em là mua lẻ phụ kiện, mua cái gì em gửi cái đấy, nhận hàng kiểm tra hàng ok thanh toán, anh em thấy thoải mái chưa? Đấy rồi, anh em xem mình nhớ đăng ký kênh nhé, để xem có mẫu mã gì mới thì em sẽ đăng luôn lên cho anh em xem nhé. Rồi, ok, chào anh em.